chứng kiến. Thì cái cảm xúc thì mình lần đầu tiên vô thì mình sợ, bởi vì cảm giác mình nó chưa có được an tâm lắm á. Nhưng mà sau làm khoảng một tuần bắt đầu mình quen dần với công việc rồi thì mình cảm thấy nó bình thường. Rồi sau này mình lại mình cảm, nếu mà sáng nay mình về mình ở lại khách sạn á, mình vẫn nhớ nữa. Nói chung là mình vẫn nhớ, mình muốn hành tiếp, nhưng mà cái thời gian thì nó chỉ được đến đây thôi. Còn cái kinh nghiệm thì nếu mà vô làm một tuần đầu tiên á thì mình còn sợ, bởi vì cái kỹ thuật mà cởi đồ hay là mặc đồ bảo hộ á, nó rất là nóng. Mà sau khi cởi ra thì nói chung là người mình nó mất nước, mà nó mệt lắm. Nhưng mà sau một thời gian thì nó quen dần đi. Thank you.